Xin chào mọi người và nhất là các anh chị tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Đây là video clip em chia sẻ về cái vận hạn của 6 tháng cuối năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh các chị, một trong những cái tuổi mà có cái hai năm 2018 đầy biến động và khó khăn. Bước sang năm 2019 thì có nhiều điều cũng tốt đẹp hơn. Tuy nhiên là chỉ tốt đẹp hơn cho mấy anh nam thôi, chứ còn mấy chị nữ thì cũng vẫn chưa có gì là ngon lành, chỉ là đỡ hơn năm 2018 mà thôi. Vì sao? Vì là các anh nam thì có thái âm chiếu mạng, một trong những cái phúc tinh đem đến may mắn và danh lộc. Còn các chị thì không may bị sao thái bạch chiếu mạng, cho nên là người ta nói là sao thái bạch thì quét sạch cửa nhà, ốm đau hao tài. Tuy nhiên thì các anh các chị có cái vận niên khá là tốt đẹp, đó là vận niên niên hầu thực quả, tức là khỉ ăn trái cây ha, khỉ về vườn tốt đẹp. Địa thiên can thì bính kỷ thì không xung không hợp về bằng trạng thái bình hòa của tử vi, cho nên là cũng tốt đẹp. Tuy nhiên là địa chi người ta nói là thìn hợi là bị tướng tiền, cho gọi là hung niên, cho nên là bất an về gia đạo. Như vậy là gì, với thái âm chiếu mạng thì các anh sẽ bị nhẹ nhàng hơn các chị nhiều. Do là mình không có làm cái tử vi của 6 tháng đầu năm đối với tuổi Bính Thìn, cho nên là bây giờ mình sẽ nói chi tiết hơn cho những cái tháng sắp tới của người tuổi Bính Thìn. Đầu tiên hết á, thì tháng 6, đây là tháng 5 rồi, những ngày cuối tháng 5 rồi, tháng canh ngọ rồi, tháng 6 là tháng Tân Mùi, thì hai tháng thổ này thì hai tháng 5 và tháng 6 là hai tháng thổ vượng, cho nên là đối với cái người mệnh thổ của các anh các chị thì nó cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên bắt đầu vào cái tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Cồn á, tháng 7, tháng Vu Lan á, thì đó là tháng Nhâm Thân, thì đó là tháng Kim. Và xét về trụ mệnh là thổ sinh kim, là như vậy là bản mệnh bị sinh xuất tháng, sức khỏe bổn mạng yếu. Vì vậy các phúc tinh và tài tinh của cái bổn mạng của các anh các chị nó cũng sẽ giảm đi. Các anh thì có sao thái âm có giảm đi một chút xíu thì là cũng vẫn là một cái điều tốt đẹp, không có quá khó khăn. Về bằng thiên can là chữ nhâm của tháng Nhâm Thân khắc chữ bính, tháng khắc thiên can, công việc nhiều khó khăn rối ren, đặc biệt là các chị nữ với sao thái bạch gặp mà thiên can khắc, gặp tháng khắc thiên can thế này thì rất dễ hao tài tốn của ha, rồi là bị bổn mệnh sinh xuất nữa, tài tinh bị yếu đi, chắc là phải tốn tài. Tuy nhiên là địa chi là thân gặp thìn, đó là thuộc nhóm tam hợp thân tí thìn, là dấu hiệu của nhiều sự may mắn, không chỉ cho gia đạo mà nó còn tốt cho những cái mối quan hệ. Như vậy nếu như trong cái tháng 7 này gặp khó khăn thì các anh các chị cũng sẽ được quế nhân hoặc là được một người nào đó mách bảo cho một cái phương hướng mà vượt qua cái khó khăn một cách đơn giản, đúng không? Rồi tiếp tục, đó là tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 8 âm lịch tức là tháng Trung Thu đó, thì tháng đó là tháng Quý Dậu. Đối với là tháng Quý Dậu tiếp tục là một tháng kim, như vậy thì bổn mệnh của các anh các chị cũng giống tháng 7, bị sinh xuất thổ sinh kim, bổn mạng sức khỏe thì không được ok cho lắm, yếu. Thiên can chữ quý của Quý Dậu khắc chữ bính, quý bính không thiên can, đúng rồi, chữ quý khắc chữ bính. Nhâm khắc bính, chữ quý với bính thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng. Tự chủ xin lỗi, mình lộn là nhâm với bính, tại vì quý với nhâm là cùng thủy, cho mình nhớ lộn. Địa chi Dậu Thìn thì thuộc nhóm lục hợp, tốt cho gia đạo lẫn công việc. Như vậy thì tháng 8 tốt đẹp hơn.
với thiên can, tức là cái trụ mà về công việc á, thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên tháng 8 không có vấn đề. Địa chi lại được lục hợp, như vậy là cái này tháng, nếu như mà tháng 7 gặp khó khăn à, thì qua tháng 8 sẽ là một cái tháng tốt đẹp hơn. Tuy nhiên là bổn mệnh vẫn bị sinh xuất cho nên là yếu một chút xíu, mọi người nhớ cẩn thận, đặc biệt là các chị nữ. Tới tháng 9 à, âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Giáp Tuất, tháng Hỏa à, xét về mệnh thì Hỏa sinh Thổ, bản mệnh được tương sinh, sức khỏe bổn mạng tốt. Mà không những như vậy, các phúc tinh và tài tinh vì được bổn mạng tương sinh sẽ phát huy hết tác dụng của mình, sáng lên à, sẽ làm cho tương trợ cho công việc làm ăn rất là nhiều. Thiên can thì giáp bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ à, như vậy cũng giống như tháng 8 không có bị xung khắc ha, mà mệnh thì được tương sinh ở trên nữa thì rất dễ sinh tài lộc. Tuy nhiên về phần địa chi, Thìn với Tuất là lục xung à, lục xung là sao, là mô tả cái sự đối chọi nhau, chống đối nhau, cho nên là gia đạo, cái địa chi là cái nhánh mà chủ yếu là về phần gia đạo, thì gia đạo khó có chuyện mà yên vui, sẽ có rối rắm, cho nên là cần cẩn thận ha. À, công việc sức khỏe tốt nhưng mà gia đạo rối rắm thì nó cũng làm cho mình buồn phiền thôi, làm cho mình không được khỏe thôi ha, cho nên là cẩn thận. Tiếp đến là tháng 10. Tháng 10 của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Ất Hợi, tiếp tục là một tháng Hỏa. Như vậy mệnh cũng sẽ giống tháng 9, được tương sinh. Bản mệnh được tương sinh thì sức khỏe bổn mạng tốt à, phúc tinh, tài tinh vì thế nó cũng được hưởng lợi nhiều. À ngon lành. À, thiên can thì chữ Ất với chữ Bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên công việc không có vấn đề. À, rồi Ất thì thuộc mộc, Bính thì thuộc hỏa, cho nên có thể nói nam âm ngũ hành của thiên can là tương sinh, cho nên sẽ có tài lộc nhưng không quá lớn, đừng mong chờ nhiều. Rồi á, địa chi Thìn với lại Hợi là tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau. Như vậy á, thì xét về phần địa chi là phần gia đạo không có vấn đề à, không có cần phải buồn phiền gì cả. Tiếp tục đó là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 11 âm lịch là tháng gì? Là tháng Bính Tý à, tháng Bính Tý thì thuộc Thủy. Như vậy là mệnh Thổ khắc Thủy, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng à. Thiên can thì Bính với lại Đinh à, Bính thì cùng hàng à, không có cùng hàng Bính, cho nên là ok mọi điều à, công việc dễ sinh tài lộc tốt đẹp. Địa chi Thân Tý Thìn là tam hợp, dấu hiệu của may mắn không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc. Như vậy thì rõ ràng là tháng 11 âm lịch, người Bính Thìn chỉ cần phải chú ý cái bộ mạng mình chút xíu thôi, chứ còn về thiên can cũng tốt, địa chi thì được tam hợp. Như các bạn có thể nói là tháng 6 tháng cuối năm mà thấy là tháng 11 là êm rồi đó, êm nhất trong nãy giờ trong năm tháng để xét đó ha. Tháng cuối cùng của năm Kỷ Hợi 2019 đó là tháng Đinh Sửu à, tháng Đinh Sửu tiếp tục là một tháng Thủy à, như vậy mệnh cũng giống như là tháng 11 tháng Bính Tý à, bản mệnh khắc tháng à, là Thổ khắc Thủy à, sức khỏe cần cẩn trọng. Thiên can thì Bính Đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, nạp âm ngũ hành của cả Bính lẫn Đinh thì đều là Hỏa, cho nên là đồng hành tiếp tục là một tháng công việc ổn định, có thể có sinh tài lộc ngon lành. Thìn gặp Sửu, Thìn Tuất Sửu Mùi, Thìn Tuất gặp Sửu nằm trong tứ hành xung à, Thìn Sửu thì cái việc mà nó nằm tứ hành xung này nó không gần nhau thì nó cũng giảm bớt cái sự xung khắc đi rất là nhiều, cho nên có thể nói là không có quá nhiều xung khắc ở trong cái địa chi, trong cái gia đạo của cái người Bính Thìn ở tháng Đinh Sửu, tức là tháng Chạp của năm Kỷ Hợi 2019. Cũng phải thôi, thường thì người Việt Nam mà tới Tết là có mọi chuyện cứ xí xóa, đúng không? Để mình đón chờ cái năm mới để nó tốt đẹp hơn à. Như vậy thì em đã tổng hợp xong cái tử vi, cái vận hạn của 6 tháng cuối năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi Bính Thìn.
sẽ có khá khá nhiều cái điều lợi lạc. Tuy nhiên mà bên cạnh đó cũng có một vài cái tháng cần phải để ý, đó là cái tháng 7 âm lịch đặc biệt. Tuy là tháng thân, người ta nói có tháng tam hợp thân tí thìn, nhưng mà thiên can thì bị chuyển nhâm khắc chữ bính thì phải cần đề phòng nhiều điều, đặc biệt là các chị nữ ha. Tháng 8 thì ok ha. Tháng 9 thì gia đạo phải cần để ý một chút xíu, vì gặp lục xung của địa chi, gia đạo sẽ rất là dễ sinh rầy rà rối rắm. Tháng 10 thì bình hòa, không có đến nỗi nào. Tuy nhiên tháng 11 là một trong những cái tháng tốt đẹp nhất của năm, tốt đẹp nhất của 6 tháng cuối năm. Tuy nhiên bị bản mệnh khắc thế, cho nên là nhớ cẩn thận phần sức khỏe của mình. Em đã chia sẻ xong cái vận hạn, hy vọng rằng đây là những thông tin hữu ích cho các anh các chị tuổi bính thìn ứng dụng vào cái 6 tháng cuối năm kỷ hợi 2019 để mà có những cái thắng lợi nhất định, đó là đối với các anh, và vượt qua những cái khó khăn mà các chị đang phải vướng phải vì cái năm thái bạch chiếu mạng. Mọi người nếu xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video bính thìn này cho nhiều người tuổi bính thìn được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video tiếp theo về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của bạn bè, người thân hay là chính bản thân mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!